Thiện nam tử, thứ tự như vậy, vị Phật cuối cùng hiệu là sung mãn hư không pháp giới diệu đức đăng, ta làm kỹ nữ, tên là Mỹ Nhan. Thấy Đức Phật đi vào thành, bèn ca múa để cúng dường. Nhờ thần lực của Đức Phật, ta nhảy vọt lên hư không, dùng ngàn bài kệ để khen ngợi Đức Phật. Đức Phật vì ta phóng ra quang minh giữa lông mày, tên là Trang Nghiêm pháp giới đại quang minh chiếu đến khắp thân ta. Ta nhờ quang minh đó chiếu rồi, lập tức đắc được môn giải thoát, tên là pháp giới phương tiện bất thối tạng. Thiện nam tử, trong thế giới đó có đại kiếp, nhiều như số hạt bụi cõi Phật như vậy. Tất cả Như Lai xuất hiện ra đời, ta đều hầu hạ cung kính cúng dường. Các Như Lai đó nói chánh pháp, ta đều ghi nhớ cho đến không quên một câu, một chữ. Ta ở chỗ mỗi mỗi các Đức Như Lai đó tán thán khen ngợi tất cả Phật Pháp, vì vô lượng chúng sinh rộng làm lợi ích. Ta ở chỗ mỗi mỗi các Đức Như Lai đó đắc được quang minh nhất thiết trí, hiện biển pháp giới ba đời nhập vào tất cả hạnh phổ hiền. Thiện nam tử, vì ta nương quang minh nhất thiết trí nên ở trong niệm niệm, thấy được vô lượng chư Phật. Khi thấy được chư Phật rồi, những gì trước kia chưa đắc được, trước kia chưa thấy các hạnh phổ hiền, thì ta đều được thành tựu viên mãn. Tại sao? Vì nhờ đắc được quang minh nhất thiết trí. Bấy giờ, vị dạ thần phổ cứu chúng sinh muốn thuật rõ lại nghĩa giải thoát này, bèn nương thần lực của Đức Phật, vị thiện tài đồng tử, mà nói kệ rằng: Thiện tài nghe ta nói, pháp thâm sâu khó gặp, chiếu khắp cả ba đời, tất cả môn khác nhau. Như ta mới phát tâm, chuyên cầu công đức Phật, nhập vào các giải thoát, nay ngươi nên lắng nghe. Ta nhớ đời quá khứ, qua kiếp số bụi cõi, kế trước có một kiếp, tên viên mãn thanh tịnh. Bấy giờ có thế giới tên là Biến Chiếu Đăng, Phật nhiều bụi tu di ra đời ở trong đó. Một Phật hiệu Trí Diễm, kế Phật hiệu Pháp Tràng, thứ ba Pháp Tu Di, thứ tư Đức Sư Tử, thứ năm Tịch Tĩnh Vương, thứ sáu Diệt Chư Kiến, thứ bảy Cao Danh Xưng, thứ tám Đại Công Đức, thứ chín hiệu Thắng Nhiệt, thứ mười hiệu Nguyệt Diện. Ở chỗ mười Phật đó ban đầu ngộ pháp môn. Kế sau đó thứ tự lại có 10 Phật hiện, một hiệu hư không xứ, thứ hai hiệu phổ quang, ba hiệu trụ chư phương, bốn hiệu chánh niệm hải, năm hiệu cao thắng quang, sáu hiệu tu di vân, bảy hiệu Phật pháp diệm, tám hiệu Phật sơn thắng, chín hiệu đại bi hoa, 10 hiệu pháp giới hoa. Khi 10 Phật đó hiện, ngộ pháp môn thứ hai.